nay giới thiệu với các bác một tác phẩm tam heo nằm đống tiền, chất liệu gỗ cẩm lai. Tác phẩm có mã là 607, có kích thước K13, ngang 51 và sâu 28. Hàng liền khối và rất là đào gỗ, đục ra tác phẩm rồi nặng 5,6kg các bác nhé. Gỗ cẩm là một loại gỗ rất là đồng họ hàng như là gỗ cẩm lai, cẩm thị, cẩm chỉ hay là cẩm sừng. Rất nhiều loại gỗ cẩm khác nhau và phân bố theo vùng miền các bác nhé. Gỗ cẩm thì gỗ nào cũng rất là cứng và chắc, thân gỗ đều có những đường vân nhỏ, bành chạy khắp nơi. Gỗ cẩm rất tốt nên là ít bị mối mọt và đứt nẻ. Tác phẩm tam heo nằm đống tiền, đục rất đẹp và sắc nét, đang ôm chung tiền và ở xung quanh là đống tiền rất là đẹp đúng không ạ? Các bác có thể nhìn thấy vân trắng chịt luôn ạ. Heo có hình dáng tròn trịa béo tốt nên tượng trưng cho phúc khí, tài lộc dồi dào. Bày trí tượng heo phong thủy trong nhà, cửa hàng hay là văn phòng sẽ giúp cho gia chủ luôn ấm no hạnh phúc. Tượng heo khi bày trí có ý nghĩa cầu chúc một cuộc sống an nhiên, tự tại, không phải lo nghĩ phiền muộn. Heo còn đem đến may mắn cho gia chủ, lúc nào cũng đem đến cho gia chủ một cuộc sống rất là viên mãn, nhẹ nhàng, ấm cúng các bác nhé. Tác phẩm này để bàn khỏi chê các bác nhé. Các bác có thể dùng làm những phần quà tặng cho gia đình, người thân cũng rất là đẹp, được làm từ chất liệu gỗ cẩm rất là giá trị các bác nhé. Sẽ quay từ diện để cho các bác chiêm ngưỡng tác phẩm này, một tác phẩm có thể nói là siêu vân các bác nhé. Tam heo nằm đống tiền, chất liệu gỗ cẩm, có mã là 607, cao 13, ngang 51 và sâu 28, nặng 5,6kg, gỗ cẩm và vân 100% các bác nhé. Rất đẹp đúng không ạ? Các bác quan tâm đến tác phẩm này có thể qua trực tiếp cửa hàng hoặc nhắn tin Zalo, gọi điện trực tiếp vào số điện thoại 0868688137 để được tư vấn cụ thể hơn. Đặc biệt là xem xong video các bác nhớ ấn đăng ký kênh YouTube Sưởng Tơ Gỗ để cập nhật video quay sản phẩm Full HD bên em. Cảm ơn các bác rất nhiều.